chào tất cả các anh chị và các bạn. Đã hơn một tuần nay Vân không có thời gian để làm video clip, và hôm nay Vân sẽ làm một cái video về bảo trì xe Rabobike. Chiếc xe Rabobike thì như những video trước Vân có đề cập đến trong cái đề tài xe đạp tôi nữa các bạn, nhưng nói về dòng xe lai thì nó dùng vỏ lớn hơn xe Twin Bay, và cấu trúc sườn học của nó hơi ngắt cái đầu anh chút xíu, nên khi chúng ta chạy xe này nó có thể là nó cái cổ chúng ta nó đỡ mỏi hơn là thì sẽ có chút xíu. Thì chiếc xe này là dùng vỏ cho phép chúng ta dùng được cái vỏ từ 700 nhưng maximum là 40, và chiếc này dùng cái bộ đùm bánh bộ 28 cân, trước sau đều 8 cân, cầm lá hẹ, thì DT Swift Play cấu 11, đùm bus nha các bạn. Ở đằng trước thì 112 nhân 100, còn ở sau là, xin lỗi, ở đằng trước là 15 nhân 100, ở đằng sau thì 12 nhân ngang là 142 mm. Thì chiếc xe này cái bộ dùng bộ rút Ultra 685 tay lắc, bộ thân dầu 2x11. Thì đối với những dòng xe này các bạn, Dân muốn chia sẻ với các bạn là cách mình chỉ ti thân dầu, ti thân dầu và góc rộng của cái tay lắc này cho nó ra vào nè ha, cho nó phù hợp với người chạy. Đối với xe Road á, thì các bạn biết là xe Road là rất là đẹp. Thành ra những cái chi tiết, những đường cong nó rất là tuyệt mỹ nha. Và những đường cong, những cái chi tiết nhỏ đó, nó giấu vào bên trong hết. Và phô diễn những cái đường đẹp ra ngoài, giảm bớt chữ cái hàm hố. Thì cái tay lắp thế này nè, tất cả những chi tiết đều nằm gói gọn giấu trong đây. Ra khi chúng ta chỉnh ti dầu và chỉnh góc độ, mở ra cái góc độ của cái tay lắc này ra vô nè các bạn, nó cũng nằm trong đây hết. Chúng ta chịu khó xem và để ý thì chúng ta sẽ thấy rất đơn giản, không có dễ đâu, cũng không có khó gì đâu. Còn đối với xe MTB thì như chúng ta đều biết là xe MTB là nó là off road hầm hố, ra nó xô diễn những cơ bắp, những đường, những cái chi tiết đó, những cái khía cạnh đó, chi tiết đó, nhiều khi nó không có dấu hết bên trong mà đưa ra ngoài để tạo sự hầm hố và cứng cáp. Như đó cái tay thắng của MTB đó, tay thắng dầu và tay bấm xả, nói chung là bộ chủ động của MTB nó nằm phô diễn ở ngoài, nó đưa ra những góc cạnh hầm hố, ra những cái con ốc, những cái bộ chỉnh của nó, chúng ta nhìn sơ và chúng ta cũng có thể thấy rất biết, nhận biết rất là nhanh. Còn tay lắc này thì nằm bên trong, thì tùy theo đời, dòng cao dòng thấp đó các bạn, tôi lại chỉ khái quát sơ nhé. Thì con tán chỉnh ti chỉnh này chỉnh nọ, nói chung là thay đổi vị trí chút xíu thôi, không có gì, không có gì khó cả. Thì đây là xe Road ha, xe Rabobike. Chiếc này tôi đã bảo trì toàn thân, toàn xe chứ, thì đã rút tâm dài cả ống bọc đạn, vô mở bọc đạn đã xong. Rồi bây giờ chỉ thay cáp đề, tại vì xét và thứ hai nữa cái tay lắc bị té thì nó có ảnh hưởng tới cái số bên đây, dây bị kẹt, thì thay dây cáp đề và dây sơn. Thì chiếc này là chiếc Norco carbon nha các bạn. Xe này hiện có những dòng xe Rabobike ngày nay rất là phổ biến và mâm bánh rất là to, các bạn có thể nhìn vào bên đây là đi có thể là có 40 nữa các bạn, ra đi những đường off road, những đường tưng, vô những đường đá băng các bạn đi rất là ok. Cặp bánh này thì như các bạn thấy trên video clip á, những video clip trước thì Vân đã làm rất là nhiều cho cái chia sẻ với các bạn cách cạo ép bạc đạn, không dùng búa, rồi vô nổ bạc đạn, rồi tháo cấu líp. Thì Vân đã làm nhiều rồi,
do đó cái về cái cặp bánh này dừng làm, dừng không có video lên video clip nha các bạn, để cho các bạn bỏ qua, đã xem nhiều rồi thì mình chia sẻ những cái khía cạnh khác. Thì cái tai lắc này hiện tại nó rất là dơ, nó rất là dơ và cứng, khô, mỡ, dầu. Thì Vân sẽ chia sẻ các bạn cách vệ sinh tai lắc và vô cái mỡ gì cho nó dễ, nhất diệt cho nó dễ. Thì đối với tai lắc thì như Vân thường nói là mỡ bò thì nó dùng trong những vùng kín, còn ở ngoài các bạn nó bị mau bị thành bực. Thành ra có một cái dầu, có một loại nhớt nhất loãng thôi, nó dùng cho để dùng cái ngoài trời những cái bộ phận nhỏ mà không có tải đó, nó không có tải đó, không có tải gì nặng đó các bạn, thì nó bôi trơn rất là tốt và nó giữ rất là lâu. Thì mình vệ sinh nó và mình chỉnh thắt, chỉnh gương bố đề. Thì như các bạn biết là tai xe MTB thì tai thắng thì chúng ta cũng có thể chỉnh sâu cạn, đúng không? Tai thắng là các bạn tùy theo người lớn người nhỏ, nhưng tôi có làm những video clip nói về cách chỉnh tai thắng thì chỉnh cho nó phù hợp với ngón tay ngắn tay dài. Còn xe rót á thì cái tai ngắn tai dài thì các bạn thấy nó rất là khác biệt với loại xe MTB. Xe MTB thì nó nằm dài ra thế này à, còn xe rót nữa các bạn, các bạn có thể đưa cái bánh này ra chút xíu cũng được, đưa khoảng cách này ra xa được mà, và đưa sát gần vô được nè. Các bạn chỉ nở xả cổ dê này, và chúng ta nếu mà chúng ta muốn đưa sát vô, phải không, đưa cái tay này xuống chú xuống chiếu thì sát vô. Nhưng mà cái khoảng cách, cái hành trình của cái tay thắng này nó đi không xa, đi không nhiều, là khi mòn bố chút xíu là các bạn nó đụng vào bên trong cái ghi đông, cái handlebar rất là khó chịu. Rồi nếu mà chúng ta đưa lên đây cao quá, đưa lên cao quá thì để nó hở nè, cái hành trình thắng này rất là xa. Còn về tay lắc thì các bạn biết thì tay dài tay ngắn trên là chút xíu không có nó không có cái hành trình xa, cái hành trình này nó không có ảnh hưởng lớn đến như cái xe MTB các bạn. Thì đó, chỉnh cái tay thắng này nè, tay thắng dầu về thắng cáp chúng ta chỉnh thì rất đơn giản, chỉnh thắng cáp đây, còn dầu đây cho ra cái tay. Cái tì, chỉnh tì giống như chỉnh thắng dầu tì xe MTB, nhưng mà nó nằm giấu trong đây, chúng ta chỉnh sao cho nó phù hợp. Những cây cọ có lông nhỏ, lông nhuyễn, mượt mà thế này các bạn có thể len lỏi vào làm vệ sinh cái tai lắc, thì chúng ta có thể đẩy cho tất cả bụi trong đó ra hết. Chứ nếu chúng ta dùng hơi, cò hơi, thổi cũng được, nhưng mà không tốt. Rồi bây giờ chúng ta xem cái tai lắc này là tai lắc đây các bạn xem, phải xem các bạn xem nó rất là dơ các bạn nha, dơ rất. Và bên đây cũng thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm vệ sinh, sau đó dùng một cái loại nhớt loãng ta cho vào thì ta lái nó sẽ trơn tru hơn. Bên đây hiện tại đang bị kẹt số. Đây là bình dầu nha, các bạn nhìn kỹ phía bên trong là các bạn thấy cái ti không, đây cái ti đó, heo dầu nằm trên đây nha các bạn, ống dầu đi về phía sau. Thì nó cho chúng ta chỉnh cái ti nè, thí dụ các bạn bớt cái thắng như thế nè, rồi các bạn để tay vào như thế này nhé, bạn bớt nè, nó lỏng nè, thì cho chúng ta có độ rơ, chúng ta có chỉnh cho cái ti vừa cứng hoặc là cho có độ rơ như thế này cũng được sao cho nó phù hợp nha. Nhưng mà tuyệt đối không được cho vừa cứng các bạn, vừa cứng là nó dễ bị đổi nha, chúng ta cho nó có độ rơ nhỏ nha, độ rơ này hơi lớn nè. Chúng ta dùng cỏ đó,
chúng ta làm vệ sinh và lấy tất cả các bụi ra. Bây giờ như Vân vừa nói với các bạn đó, thì những lỗ chuyển động nhỏ nó nằm dưới này nè, chúng ta không thể nào vô nhớ vô phía trên này được, trên này nó có áo, cái sườn xuống cái kính này, chúng ta xây ngược ra lại thế này. Thì đối với dân vẫn thích sử dụng cái bàn này hơn, cái giá cho xe này nè, để khi mà sử dụng sửa xe chúng ta có quay đôi đôi góc độ 360 độ chúng ta quay rất là dễ. Bây giờ quay nha. Rồi thế này các bạn, bạn phá này rồi. Rồi xong. Có một cái điểm các bạn nên lưu ý. Các bạn biết là khi cái những dùng đã lắp mà dùng thấm cát các bạn, thì cái ổ cái bộ chỉ số này, bộ phần nhỏ chi tiết đó, nó không nằm ở đây, nằm xích lên giờ lên đây. Bây giờ trên đây đã thay thế cái bình dầu, cái bộ ti dầu nằm đây nè các bạn. Thành ra trên cái mỏ này nè, nghe mỏ này nè, nó là cái ti thôi. Cái ti kéo dài xuống đây, tất cả khi lắc nè, cái bộ phận ti nó chỉ số nó đẩy tất cả cái dạng số lên đây. Bộ phận nhỏ chỉ ti nằm đây. Khi chúng ta vô nhớt, vô dầu, chúng ta vô bộ phận bên đây. Và đương nhiên cũng phải vào bên đây, nhưng mà hầu nhiều là vào bên đây nha các bạn. Tại tất cả bộ số lên đây, chỉ số. Và cái lò, mấy những cái lò xo và những cái chó đó hả, nó nằm phía trong đây hết nha. Rồi chúng ta nên nhớ đừng vô trong đây nhiều quá nha, hầu hết nằm ở đây. Chúng ta đưa cái mũi nó sâu vào bên trong rồi các bạn đó. Thì tất cả bộ phận chi tiết nằm đây đây, chúng ta vào rồi. Bị bà ơi, bây giờ chúng ta sang số nha. Cho nhớt nó lồn vào bên trong. Cảm thấy rõ không? Như này thì nó tối quá, tôi không thể nào chỉ cho các bạn con ốc vít được. Con ốc vít để tăng cái ti này nè. Bây giờ tôi xây ngược lên nha, cho các bạn thấy nha, cho nó dễ. Rồi. Bên trái bên phải đều giống nhau nha. Bây giờ tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy một cái một bên thôi, bên còn lại các bạn có thể tìm thấy con đó cũng giống như bên bên trái và bên phải, hai bên đều giống nhau. Và con cái các bạn sẽ thấy con lục giác của nó, vị trí của nó nằm cũng giống như nhau. Các bạn xem nha, đây giữa hai cái ắc đó nè, các bạn nhìn ngay cái đầu cái lục giác hai ly đây, các bạn thấy tôi đưa vào rồi đó. Đây đây nha. Rồi các bạn nghe nha, nó cho chúng ta cái tăng đó, là tăng đó là tăng cứng đó các bạn, để khi chúng ta chỉnh là nằm đó luôn, nó không bị lệch, không bị chạy. Còn nếu mà cái con này mà nó trơn tru, nó không có tăng đó, thì chúng ta bớt thời gian nó có thể bị chạy, đúng không? Rồi bây giờ để tôi xây ngược cái máy lại cho các bạn xem nha.
Rồi. Rồi các bạn xem nha, tôi chỉnh nha. Tôi nhận vô nha, nhận thấy chiều kim đồng hồ nha. 1 2 3 4. Rồi các bạn xem. Đúng không? Đồ hỏi nhiều đúng không? Rồi bây giờ tôi nhận thêm 2 răng nữa. 1 2 3. Một tăng đó là 1/4 nữa các bạn. Thì vừa rồi Vân vừa chỉnh cái tay thắng bên tay trái, bên tay phải. Thì khi đó chứ Vân quay ngược chiếc xe lại để các bạn có thể nhìn thấy cái con ốc lục giác chỉnh ti dầu tại lắc thắng Shimano Ultra 685, đúng không? Còn bây giờ Vân còn bên tay phải, chân sẽ quay cái đầu xe xuống và sẽ chỉnh cho các bạn thấy nha. Thì các bạn đã biết cái vị trí của nó rồi, bây giờ còn bên đây thì Vân rất là dễ, bên đây rất cũng như bên kia thôi, nhưng chúng ta đưa đúng vị trí thôi các bạn. Rồi xong chưa, Vân đưa vào đó nha. Bây giờ để Vân kiểm tra lại nha, lấy cây ti, lấy cây lục giác ra, Vân kiểm tra lại cái độ rơ của nó là bao nhiêu. Rồi các bạn nhìn đây nè, nó nhảy đây nè, đây rất là ít đúng không các bạn? Bên đây cũng vậy. Rồi bây giờ Vân chỉnh nha, bên đây nhiều bên kia nha. Rồi Vân đưa lục giác vào đúng vị trí của nó. Rồi xong rồi đó, đúng nghe đó. Rồi các bạn nhìn xem nha, bây giờ Vân xả ti cho cái tay thắng này nè đi vào trong ghi đông ba nha, dẫn theo chiều kim đồng hồ nha. Rồi các bạn nhìn trên mỏ đây nha, nha. Rồi xem 1/4 dòng, các bạn thấy chưa, đúng chưa, đúng chưa, ra nhiều chưa, ra nhiều chưa? Thì con ốc dặn ti này các bạn nó cũng có giới hạn thôi, chứ chúng ta không có dặn ra nhiều quá, cái con ốc lục giác này nó sẽ tuột ra ngoài luôn, nó không còn độ bám nha, tương tự như của thắng dầu MTB. Rồi bây giờ Vân xem, các bạn xem nha, quá nhiều đúng không? Đó, đó. Có một mình tôi vừa quay phim vừa làm, thành ra nó không được chi tiết lắm, các bạn cũng thông cảm nha. Tại tôi thường quay video thì vào ban đêm khuya. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉnh lại nha. Rồi các bạn xem nha, ok chưa, đúng nha, tôi quen rồi thì tôi để cái là ngay thôi. Rồi bây giờ tôi dẫn trái nha, tăng ti ra, đẩy ti ra cho tay thắng, sao cho cái tay thắng này nè, càng tay thắng này đưa ra ngoài xa khỏi di động nha, và ít độ rơ. Rồi các bạn xem, mỗi một dòng như là 1/4 đó các bạn, hết rồi nè, dần hết rồi nha. Bây giờ các bạn xem nha, vậy nó quá cứng các bạn, các bạn nhấp một cái giờ là nó ăn liền rồi đó, là ti dầu đang đổi, ti dầu không có độ rơi, không có độ rơi. Rồi chúng ta xả ra, chúng ta tránh cho cái ti bị đổi nha các bạn, không được đổi. Rồi giật ra nha, một thử xem, chút xíu nữa, xin lỗi cậu xe nó rơi. Rồi nhả ra nha,
Nãy là 1/4 rồi, bây giờ 1/4 nữa là nửa vòng. Ok, như vậy là tốt các bạn.